Sau 13 năm kiện tụng, đại gia Đức An và Ngọc Thúy đã nhận quyết định cuối cùng của tòa án cho vụ tranh chấp tài sản. Tòa án đã đưa ra quyết định cuối cùng cho vụ tranh chấp tài sản của đại gia Đức An và người mẫu Ngọc Thúy. Sáng 1 tháng 11, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra phán quyết với yêu cầu khởi kiện tranh chấp tài sản giữa doanh nhân Đức An 61 tuổi và đơn phản tố của Ngọc Thúy 43 tuổi. Sau một tháng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm giải quyết vụ án cho rằng ông An không đưa ra được chứng cứ chứng minh đã gửi cho Ngọc Thúy 13 triệu USD, chỉ cung cấp được các giấy chuyển tiền thể hiện 3 triệu USD và 700.000 USD. Nếu số tiền này ông An có được trước thời kỳ hôn nhân, nhưng sau khi kết hôn với Ngọc Thúy, ông An đã tự nguyện giao cho vợ đứng tên mua các tài sản ở Việt Nam. Do đó, cần xác định số tiền ông An gửi về và các tài sản Ngọc Thúy đứng tên trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng. Sau 13 năm kiện tụng, đại gia Đức An và Ngọc Thúy đã nhận quyết định cuối cùng cho vụ tranh chấp tài sản. Đức An chấp nhận quyết định này của tòa án. Cuối cùng, đại diện Viện Kiểm sát viện dẫn quy định của luật hôn nhân và gia đình đề nghị tòa chia đôi các tài sản đang tranh chấp cho các bên. Như vậy, đúng như dự đoán của đại gia Đức An vào sáng 1 tháng 1 là ông sẽ không lấy lại đủ số tài sản mà ông muốn cho hai con gái chung với Ngọc Thúy. Tuy nhiên, đại gia này lại hài lòng với phán quyết. Đại gia Đức An cảm thán, các con sẽ không thể nhận lại được đủ những gì cha chúng để lại. Đại gia Đức An chấp nhận mọi phán quyết của tòa án và ông tin khi lớn lên các con ông sẽ hiểu câu chuyện. Trước khi có kết luận cuối cùng từ tòa án, đại gia Đức An đã có chia sẻ gây chú ý. Anh cho biết bản thân không tranh giành cho mình vì cuối cùng anh cũng cho các con. Thế nhưng người thất hứa ngay từ đầu là Ngọc Thúy. Trong 30 ngày, tất cả tài sản sẽ chuyển vào công ty cho hai con thụ hưởng tháng 12 năm 2011. Tôi và Ngọc Thúy đã ký kết tại tòa án bên Mỹ thỏa thuận này, và ngày đó đã không bao giờ đến. Cuối cùng, hai con tôi chẳng có công ty nào, chỉ còn là tự nguyện. Sáng nay, tòa án tại Việt Nam sẽ quyết định tài sản nào thuộc về ai và bao nhiêu, chứ không thể ép buộc Ngọc Thúy phải chuyển tất cả các tài sản tranh chấp cho vào công ty của hai con thụ hưởng, theo thỏa thuận đã ký tại tòa án Mỹ. Dù các con sẽ không thể nhận lại được đủ những gì cha chúng để lại, tôi tin rằng nếu khi chúng có đủ hiểu biết, đủ tự lập, chúng sẽ có nghề nghiệp ổn định, nuôi sống bản thân và sống ngẩng cao đầu bằng năng lực của mình, đó mới là hạnh phúc. Các con tôi có học thức, sẽ không lớn lên vì tiền, chúng sẽ có đạo đức, có lương tâm làm người, không lấy gì của ai. Đại gia Đức An cảm thán, các con sẽ không thể nhận lại được đủ những gì cha chúng để lại. Đại gia Đức An có sự động viên lớn từ Phan Như Thảo và con gái. Hiện tại, tâm trạng của đại gia Đức An khá tốt. Anh quyết định tôn trọng phán quyết của tòa án trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Thêm nữa, vụ kiện đã kéo dài quá lâu, cũng cần phải có dấu chấm hết để mọi người trong cuộc có cuộc sống bình yên. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.